Hai sai lầm tai hại nhất khiến con cái bất hiếu, cha mẹ về già cô đơn, không ai chăm sóc. Kính thưa quý vị, nếu cha mẹ hiểu thấu nguyên lý, trách nhiệm, gắn bó, yêu thương thì sẽ biết mình nên làm gì để nuôi dạy con cái hiếu thuận và nên người. Tình yêu thương của con cái với cha mẹ không tự nhiên mà sinh ra. Tình cảm này có được là nhờ cả một quá trình nuôi dạy con có định hướng. Không phải cứ dồn hết tình yêu và sự quan tâm cho con là con sẽ biết yêu thương, đỡ đần cha mẹ. Vì nếu cho con tình yêu mà không dạy con về trách nhiệm, thể hiện tình yêu với con bằng vật chất, sau này cha mẹ mãi mãi chỉ là những người bên lề cuộc sống của con, sống lủi thủi về già. Hai sai lầm tai hại của cha mẹ khiến con cái lớn lên bất hiếu, cha mẹ tuổi già cô quạnh. Để nuôi dạy con cái hiếu thuận, lớn lên không vô cảm, cha mẹ cần phải tránh hai sai lầm sau. Một, không dạy con sống có trách nhiệm. Một chuyên gia tâm lý nổi tiếng người Mỹ từng khuyên các bậc cha mẹ: khi bạn có trách nhiệm với ai, bạn sẽ yêu thương người ấy. Có trách nhiệm với chính mình, bạn sẽ yêu thương bản thân. Tương tự, đứa trẻ có trách nhiệm với cha mẹ sẽ gắn bó và từ đó mới biết yêu thương cha mẹ. Hay nói theo cách khác, khi dạy con, cha mẹ cần phải thấu hiểu nguyên lý trách nhiệm, gắn bó, yêu thương. Vậy nên, cha mẹ đừng chỉ yêu thương con một chiều, đừng nghĩ mình hy sinh tất cả vì con sẽ nhận ra và luôn đối xử với mình tử tế. Chính suy nghĩ sai lầm này đã đẩy nhiều cha mẹ lâm vào cảnh cuối đời cô độc, con cái chẳng ngó ngàng. Đồng thời, cách nuông chiều con vô đúng, làm thay hết cho con sẽ tạo ra những đứa con vô trách nhiệm. 18 đôi mươi, sức dài vai rộng nhưng không biết giúp đỡ cha mẹ. Thậm chí đến cái nhà cũng để cho mẹ quét. Chén bát ăn xong, mẹ cũng phải rửa. Mẹ ốm mẹ đau cũng mặc mẹ tự thuê xe đi viện một mình. Thay vào đó, hãy dạy con sống có trách nhiệm từ nhỏ. Trước hết, cha mẹ hãy dạy con tự lập, tức là có trách nhiệm với bản thân, bằng cách khuyến khích con tự vệ sinh thân thể, xúc cơm ăn, thu dọn đồ chơi, dọn dẹp phòng ngủ, góc học tập. Mặt khác, cha mẹ hãy tạo điều kiện để cho con giúp việc nhà. Đấy chính là trách nhiệm với gia đình. Hãy gợi ý nhờ con giúp để trẻ cảm thấy mình có giá trị. Nếu các công việc con làm còn lọng cọng thì cha mẹ nhớ đừng phàn nàn, nên chỉ cho con thấy những sai sót để cho con khắc phục lần sau. Những đứa trẻ luôn sống có trách nhiệm với gia đình chắc chắn khi trưởng thành sẽ là đứa con hiếu thuận, biết quan tâm chăm sóc cha mẹ. 2. Yêu con bằng vật chất. Trẻ nhỏ có xu hướng dành tình cảm nhiều hơn cho người gần gũi, nuông chiều chúng. Chẳng hạn, ba hay mua đồ chơi cho con, chở con đi chơi, trong mắt con ba là nhất. Tuy nhiên, sẽ là sai lầm nếu cha mẹ dùng đồ chơi hay các điều kiện vật chất để chứng minh tình yêu của mình. Theo đó, trẻ vô tình mặc định ba mẹ sắm cái này hay cái kia cho mình mới là yêu mình. Mặt khác, mức độ đòi hỏi ở trẻ sẽ tăng dần. Nếu cha mẹ không thể đáp ứng, chúng sẽ cho rằng cha mẹ không thương mình và nảy sinh tâm lý oán hận. Tuy không nuôi con để mong con trả hiếu, thế nhưng điều cốt lõi cha mẹ nên biết khi nuôi dạy con là một đứa trẻ sống có trách nhiệm với bản thân, với gia đình, thì mới có thể trở thành người hữu ích cho đời. Năm sai lầm của phụ nữ, đàn ông không bao giờ tha thứ. Kính thưa quý vị, nếu như chị em có thể tha thứ cho chồng mình 5 lần 7 lượt khi họ mắc lỗi, thế nhưng có những sai lầm của phụ nữ, đàn ông không bao giờ tha thứ được. Giữa đàn ông và phụ nữ có rất nhiều điểm khác nhau về tính cách. Nếu như phụ nữ có thể tha thứ cho đàn ông 5 lần 7 lượt khi bị lừa dối, thì đàn ông lại không như vậy. Bất cứ người vợ nào cũng mong muốn và khao khát chồng yêu thương và tôn trọng mình. Tuy nhiên, thực tế có rất nhiều người phải buồn và đau đớn vì không đạt được điều này,
bởi họ phạm một số sai lầm của phụ nữ mà đàn ông không bao giờ tha thứ được dưới đây. 1. Ngoại tình. Đàn ông không bao giờ có đủ bao dung và lòng sĩ diện để có thể tha thứ cho vợ dù chỉ một lần, nếu như vợ mình ngoại tình. Trên thực tế, đàn ông sẽ cảm thấy bị tổn thương và nhục mặt khi đã bị bạn đời lừa dối. Họ sẽ không bao giờ hoặc khó có thể chấp nhận một người phụ nữ lừa dối họ để lén lút qua lại với người đàn ông khác, hoặc thậm chí là lên giường với người đàn ông khác. Một số người đàn ông có thể rộng lòng tha thứ một lần duy nhất cho bạn khi đã phản bội họ, vì họ muốn níu kéo và yêu bạn thật lòng. Nhưng trong thâm tâm, họ vẫn luôn nghĩ tới nó, và nếu có cơ hội sống, họ sẽ lại bộc phát đem ra chỉ trích vợ không tiếc lời. 2. Cư xử hỗn láo với bố mẹ, họ hàng của họ. Việc phàn nàn về bố mẹ chồng, anh chị em nhà chồng trước mặt anh ấy hay bất cứ ai sẽ khiến cho chị em gặp rắc rối lớn. Sẽ nguy hiểm hơn nếu vợ mình hỗn láo với bố mẹ chồng, thì quan hệ giữa hai bên sẽ vô cùng phức tạp. Người chồng ở giữa sẽ rất tức giận và khó có thể tha thứ cho hành động thiếu suy nghĩ này của vợ. Trách nhiệm của phụ nữ là chăm lo cho gia đình, cho chồng con, hiếu thảo với bố mẹ chồng. Nếu có chuyện bức xúc cần cư xử khéo léo, không nên chỉ trích, hỗn láo khiến chồng thất vọng về mình. 3. Coi thường công việc, mức lương của họ. Đàn ông tỏ ra cực kỳ nhạy cảm khi nói tới công việc, mức lương hay khả năng kiếm tiền của họ. Đó là lý do tại sao các nhà tâm lý luôn khuyên phụ nữ không nên hỏi cặn kẽ mức lương họ kiếm được là bao nhiêu. Cũng đừng bao giờ lôi chuyện thu nhập của chồng mình ra làm chủ đề đàm tiếu với người khác, hoặc chê công việc chồng thấp hèn, hay là chê kiếm được quá ít tiền. Đó là một sai lầm lớn mà đàn ông khó có thể tha thứ. Cũng giống như công việc, đàn ông coi thu nhập của mình phản ánh năng lực làm trụ cột trong một mối quan hệ. Khi mức lương của họ bị phụ nữ coi thường, họ nghĩ cả con người mình đang không được tôn trọng, và chắc chắn không người đàn ông nào muốn ở cạnh một người phụ nữ xem thường mình. 4. Chửi bới chồng. Đây là một trong những sai lầm của người phụ nữ. Đàn ông không bao giờ tha thứ. Có nhiều người vợ khi cãi vã mà mất bình tĩnh, dẫn tới chửi chồng. Thông thường khi thấy chồng lặng thinh không phản ứng gì, thì người vợ càng chỉ mắng thậm tệ hơn. Một số phụ nữ coi việc mắng mỏ chồng là cách để họ trút bỏ hết những sự ấm ức, và khi nóng giận, trong mắt họ chỉ còn nhìn thấy khuyết điểm của chồng. Khi này, đàn ông cảm thấy bị xúc phạm, tổn thương và ghi hận trong lòng, mất niềm tin nơi vợ. Và dù sau đó chị em có xin lỗi vì đã quá lời, thì họ sẽ không bao giờ quên, ám ảnh trong lòng, khó có thể tha thứ được. 5. Buôn chuyện chê chồng yếu sinh lý. Một người đàn ông sẽ cảm thấy bị xúc phạm và nổi giận tột cùng nếu họ được nghe chính miệng từ người đàn bà của họ chỉ trích họ là bị yếu sinh lý. Đàn ông, họ khó có thể tha thứ cho người phụ nữ của mình nếu coi thường sinh lý, chê bai, kể xấu họ với người khác. Bởi điều này đánh vào lòng tự tôn, sự sĩ diện của họ, dù thực tế họ đang ở trong tình trạng đó thật. Bởi bản lĩnh nam nhi luôn được đàn ông thể hiện và kỳ vọng ở chuyện đó, cũng như phong thái của họ. Do đó, lời chê bai kia chẳng khác gì rồi một gáo nước lạnh vào anh ấy. Họ sẽ bị tổn thương cực kỳ sâu sắc.